và cùng kênh Đất Chia Rì Rì. Thế ngày ní, dân thơ lùm hạt ổng phí, cúp lùm hạt tì mùi. Trìm xóm phá rẽ rùi hai, tỏ chắp đàm riêng. Còn mơ, rụt ní, bế miền mục bà mùi. Hai mục nì mùi nì mùi, miền riêng chiếc cà rè. Ta rụt ní miền riêng chưa vấy con, cha rụt ní, cứ miền riêng chưa cụp. Hai tăng ní, cứ chưa mốc rồi bọc cụp. Ai lái nạc rụt bình lìa vía, về miền mục chùm nốn. Mùi, bí, bấy, bốn, prám, prám mùi, miền mốc chùm nốn prám mùi. Hãy ní cứ chia chùm nách này cụp. Miền mùi, bí, bấy, bốn, prám, prám mùi, prám bí, prám bầy. Miền chùm nói chùm nốn prám bầy. Được ní cụp, cứ miền mốc chùm nốn prám mùi, nâng chùm nói chùm nốn prám bầy. Lùng hạt ní, con rồi bụng bên chân lót nơi khẳng cọng rụt phép. Đòi bảo biết, cà rê bị miệt bí, rụt cụ bị miệt bấy. Ấy lớp con mơ rụt phép mùi ní mơ con. Ta rụt phép mùi ní, dân ta rồi bụng bên biết. Cà rê bị miệt bí, rụt cụ bị miệt bấy con. Cà rê bị miệt bí, cứ bị miệt trụng buồn xe mạc khí, nâng miệt buồn châm nạch. Hãy cụ bị miệt bấy, cứ bị miệt mục châm nôn bảo mùi, nâng châm nạch châm nôn bảo bầy. Còn mơ rụt phía mùi ní, vì mình trông mùi, bí, bấy, buồn. Vì mình trông buồn xa mạc ní, hãy mình trông nách mùi, bí, bấy, buồn, đợi ní. Mình này tha rụt phía mùi ní, cứ chia cà rê bị miệt bì. Nè cổ trông bông bình bị cà rê bị miệt bì, đã nè kháng cáo rụt phía. Chúng bố rụt phía xanh tiện đầy nơi xa, còn con rời thơ viết được luôn anh.